Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 20 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Bàn giải pháp khắc phục bất cập của công trình thủy lợi tại huyện Văn Giang. Các địa phương tập trung khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Định hướng phát triển huyện Kim Động trong quy hoạch tỉnh. Xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Sự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng hơn 190 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200.000 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 80.000 người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 100% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh khi ốm đau, thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ Tết. Để tạo điều kiện cho các hội viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, đến nay toàn tỉnh có hơn 1.800 câu lạc bộ trong các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 58.000 hội viên tham gia, trong đó có trên 4.000 người cao tuổi đang tham gia công tác đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ an ninh hòa giải, thanh tra nhân dân tại các địa phương. Nhiều hội viên người cao tuổi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cùng với đó, với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi tích cực vận động gia đình, con cháu, nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, tham gia vận động giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, khu cụm công nghiệp trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ tại các địa phương. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên, hội người cao tuổi các cấp, đồng thời gợi mở một số nội dung đối với các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh để đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của tổ chức hội gắn với một số nội dung phong trào cụ thể tại địa phương, đặc biệt là cần tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng trong mọi mặt đời sống xã hội. Chế độ chính sách của tỉnh còn cái gì quan tâm đến người cao tuổi của tỉnh Hưng Yên mà còn thiếu hay còn chưa đủ hay chưa đồng bộ thì thấy rằng là đa phần là đồng tình với cái chủ trương của tỉnh chúng ta để thực hiện cái đó. Và đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đánh giá là đối với Hưng Yên thì rất là quan tâm đến người cao tuổi rất là tốt về các mặt chế độ chính sách. Đề nghị là Hội người cao tuổi tỉnh thì tiếp tục nghiên cứu. Thế có gì thì liên quan đến cái quyền lợi của Hội người cao tuổi thì tiếp tục tham mưu với lại tỉnh ủy để chúng ta có cái chỉ đạo chung trong toàn tỉnh để chúng ta tiếp tục quan tâm và tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện tốt công tác hội người cao tuổi, các chương trình đã được ký kết, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác hội với việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cơ sở để phát huy vai trò người cao tuổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh gồm 21 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Hy, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét thảo luận quyết nghị một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã nghiên cứu thảo luận thông qua các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên, thông qua dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên. Trong đó, 10 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 được đề nghị giảm nguồn vốn trên 69 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đây là các dự án chưa có mặt bằng thi công hoặc chi phí giải phóng mặt bằng được phê duyệt vượt tổng mức đầu tư được duyệt, chưa có khối lượng để giải ngân hết kế hoạch giao, bổ sung nguồn vốn cho các dự án đã có khối lượng và khả năng giải ngân vốn.
vị và các bạn, trước thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra cho các xã vùng bãi, hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty khai thác công trình thủy lợi, Chi cục quản lý đê điều tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giải pháp để khắc phục sự cố do bão lũ gây ra đối với công trình thủy lợi và hệ thống đê bối trên địa bàn huyện Văn Giang. Sau khi đi kiểm tra thực tế thực trạng công trình thủy lợi tại tuyến cống tiêu thoát nước thuộc thôn Tầm Tang, thôn Sâm Hồng ở xã Thăng Lợi, cống Văn Chỉ, xã Bế Sở, tuyến kè Phi Liệt, xã Liên Nghĩa và kênh Trung Thủy Đông và Sơn Hô thuộc địa bàn giáp danh giữa hai xã Phụng Công, huyện Văn Giang và xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Các sở ngành tỉnh Hưng Yên, các cơ quan chuyên môn và các xã thuộc hai huyện Gia Lâm và Văn Giang đã đánh giá thực trạng các tuyến đê bối, cống mương tiêu và tình hình tiêu thoát nước, công tác phối hợp giữa các địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua, đồng thời đưa ra những ý kiến nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng và nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn giáp danh giữa hai huyện Văn Giang và Văn Lâm. Lãnh đạo huyện Văn Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với huyện để tham mưu cho cấp có thẩm quyền có cơ chế sớm đầu tư kinh phí để tu sửa nâng cấp một số tuyến đê kè cống đã xuống cấp trên địa bàn huyện, đặc biệt đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu vùng bãi trên kênh Trung Thủy Đông và cống Sơn Hô vùng bãi xã Thăng Lợi, cống Văn Chỉ xã Bế Sở. Huyện Văn Giang đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cùng phối hợp tham mưu cho thành phố Hà Nội có cơ chế phối hợp giữa hai địa phương quan tâm đầu tư tu bổ xây mới hệ thống tiêu thoát nước giáp danh giữa hai xã Văn Đức và xã Phụng Công. Hiện nay nhiều hộ dân chăn nuôi thủy sản ở huyện Ân Thi đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Huyện Ân Thi có trên 850 ha nuôi trồng thủy sản, tập trung nhiều ở các xã Hà Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi. Do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước dâng cao, nhiều ao nuôi tả cá của người dân bị tràn bờ, thủy sản thất thoát khỏi ao nuôi. Ngay sau khi nước rút, các hộ dân đã chủ động kiểm tra thu sửa bờ ao, thu gom, xử lý rác thải trong ao, kiểm tra xử lý các yếu tố môi trường nước đối với những ao còn cá, bổ sung vitamin, khoáng, vi chất, men tiêu hóa vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Với những ao thất thoát nhiều thủy sản, người dân đã chuẩn bị các sinh phẩm cần thiết. Khi thời tiết ổn định, sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng, cải thiện chất lượng nước, đảm bảo các điều kiện để tái đàn. Với phương châm nước rút đến đâu, sản xuất ngay đến đó, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang tập trung ngay vào công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, khôi phục sản xuất. Ngập úng lâu ngày khiến 1,6 mẫu cây rau màu vụ đông của gia đình chị Dẻo, xã Việt Cường bị hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau khi nước rút, tranh thủ thời tiết ủng hộ, gia đình khẩn trương dọn dẹp tàn dư, làm đất và gieo các loại rau ngắn ngày cho kịp vụ đông. Mình gieo rau hồng đấy để cho nó nhanh được ăn, và có ruộng thì gieo dưa muối, mỗi nhà gieo một thứ, gieo các cây ngắn ngày để gỡ lại vốn để sinh sống. Ngập úng kéo dài những ngày qua đã làm hầu hết diện tích trồng rau vụ đông của bà con nông dân huyện Yên Mỹ bị dập nát. Toàn huyện có trên 1.000 ha lúa rau màu và cây ăn quả bị hỏng, trong đó riêng diện tích rau màu trên 400 ha. Tập trung nhiều ở các xã Hòa Long, Yên Phú, Việt Cường, Minh Châu. Để khắc phục thiệt hại trên, ngay sau khi nước rút, bà con nông dân đã khẩn trương tập trung xuống đồng tiến hành buộc lại diện tích lúa có thể cứu vãn, làm đất, tái sản xuất để kịp thời cung ứng rau phục vụ thị trường, ổn định kinh tế. Riêng diện tích trồng cây ăn quả bị ngập lâu ngày và hiện chưa rút hết nước nên phần lớn quả bị rụng, cây vàng lá. Bà con nông dân đang cố gắng khắc phục để cứu vãn những cây có khả năng hồi phục. Chiều qua, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trên 32,5 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cấp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Hưng Yên có 6 địa phương được cấp gạo gồm huyện Khói Châu và thành phố Hưng Yên. Mỗi địa phương được cấp 9 tấn gạo, huyện Tiên Lữ được cấp trên 6,1 tấn, huyện Văn Giang được cấp 5 tấn, huyện Vũ Cư được cấp trên 3,4 tấn và huyện Ân Thi được cấp 75 kg. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 huyện thành phố sẽ phân bổ đến các đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách. Thưa quý vị và các bạn, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển toàn huyện Kim Động là đô thị loại 4, là đô thị phát triển tổng hợp các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ,
nông nghiệp công nghệ cao và nằm trong hành lang phát triển văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng. Để hiện thực hóa các nội dung này, huyện Kim Động đang thực hiện điều chỉnh lập các quy hoạch huyện theo định hướng quy hoạch tỉnh. Trong bố trí không gian phát triển của tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động khai thác lợi thế vị trí địa lý nằm trên trục phát triển Bắc Nam với quốc lộ 39, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường đối hai cao tốc là trục chính phát triển của tỉnh, hành lang văn hóa lịch sử, sinh thái sông Hồng. Huyện giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực phía Bắc của thành phố Hưng Yên. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, Kim Động được cấu trúc là một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương với sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội, môi trường gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tỉnh với những mục tiêu định hướng cụ thể. Như vậy, huyện Kim Động đã tiến hành rà soát, cập nhật điều chỉnh các nội dung từng lĩnh vực quy hoạch. Cụ thể, về quy hoạch đô thị thay đổi từ phát triển 3 khu vực đô thị theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện tầm nhìn đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào năm 2021 thành quy hoạch chung đô thị toàn huyện đến năm 2050 ở tất cả các xã thị trấn trở thành đô thị loại 4 với quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại 3. Song song với công tác chuẩn bị, chấp thuận chủ trương cấp trên, huyện Kim Động cũng dành nguồn lực trên 50 tỷ đồng cho công tác lập quy hoạch đô thị và cùng với các địa phương đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng đô thị tại các xã, thị trấn. Xã Toàn Thắng đã rất là quan tâm, bàn bạc thống nhất và đầu tư cơ sở hạ tầng, phân khu dân cư và các cái công trình phúc lợi công cộng đảm bảo đồng bộ, là rà soát các cái loại quy hoạch và sau đó là báo cáo đề xuất với tỉnh để chuẩn bị tiến hành lập các quy hoạch chung đô thị. Song song đó thì huyện cũng là tiếp tục chỉ đạo các xã trấn là rà soát các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu, chỉnh trang đô thị để tập trung là tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng cũng như là phát triển cái cơ cấu hạ tầng đô thị. Trong không gian phát triển theo định hướng quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Động đã được phê duyệt năm 2022 cũng có sự thay đổi điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu như giảm diện tích đất nông nghiệp khoảng hơn 1.400 ha, tăng chỉ tiêu đất phi nông nghiệp dành cho lĩnh vực giao thông, quốc phòng, an ninh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Công tác rà soát, phân bổ, lập đồ án, điều chỉnh quy hoạch đã được thực hiện nhanh chóng. Hiện huyện đã công khai phương án lấy ý kiến nhân dân tại các nhà văn hóa, ủy ban nhân dân các xã thị trấn về đồ án quy hoạch tại các địa phương, dự kiến sẽ hoàn thành và trình ủy ban nhân dân tỉnh vào khoảng tháng 10 năm nay. Kim Động cũng đã tập trung cân đối các cái chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, có một số các cái công trình dự án là cũng đã phải cắt giảm để đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất. Cái thứ hai là cũng phải bổ sung một số các công trình và phải điều chỉnh một số các công trình để cho phù hợp với các quy hoạch tỉnh, ví dụ như là cái đường kết nối di sản hoặc là đường chính nghĩa Phú Cường, Chí Tân Thuận Thắng do có thay đổi các cái hướng tuyến. Với những định hướng chiến lược trong quy hoạch tỉnh, huyện Kim Động sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Kim Động trở thành thị xã trước năm 2030 là đô thị hiện đại và bền vững. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu năm 2024 về số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương tập trung một số giải pháp. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện thị xã thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cán bộ đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất đối với đơn vị chậm đóng các loại bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình theo địa bàn phân cấp. Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố chỉ đạo đơn vị địa phương liên quan tổ chức triển khai đối thoại với các doanh nghiệp nợ đọng các loại bảo hiểm, doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ cho người hoạt động trên địa bàn. Ngày 17 tháng 9 năm 2024,
Thủ tướng Chính phủ đã ký chỉ thị số 35 về xử lý cán bộ công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Yêu cầu các cơ quan khi nhận được thông báo cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm minh. Nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm, khuyết điểm cho cán bộ công chức, viên chức vi phạm. Theo đó, cảnh sát giao thông khi xử lý vi phạm nồng độ cồn phải xác minh nếu là cán bộ công chức viên chức thì thông báo về cơ quan quản lý họ để kỷ luật. Vì vậy, phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Còn nhận thức được là bây giờ các chính sách của nhà nước là phạt nồng độ cồn rất cao nên người dân sẽ chấp hành tuân thủ theo quy định của nhà nước. Bản thân tôi thì cũng chấp hành. Khi uống rượu bia thì lái xe vừa gây nguy hiểm cho mình và gây nguy hiểm cho người khác và những người đi đường. Ví dụ mình mà quá chở người thì cũng sẽ gây nguy hiểm cho người ngồi đằng sau. Cho nên là tôi nhận thức được là uống rượu bia thì không lái xe. Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt vẫn có nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt trên 17 tỷ đồng. Trong đó, vẫn còn có cán bộ công chức viên chức đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đối với những trường hợp công chức, đảng viên, các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý, đảm bảo là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Và đặc biệt là trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, chúng tôi sẽ xác định rõ nhân thân của người vi phạm và chúng tôi sẽ gửi thông báo trực tiếp đến các cơ quan, công sở và nơi của người vi phạm làm việc và tinh thần là xử lý theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo làm sao để kéo giảm cái tình hình tai nạn giao thông trên các cái tuyến địa bàn của tỉnh Hưng Yên. Để công tác phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn chuyển biến tích cực, hiệu quả, bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn, thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cán bộ, công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn sẽ thông báo về cơ quan để kỷ luật. Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ công chức viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn hoặc xử lý người vi phạm nồng độ cồn không nghiêm minh sẽ bị xem xét trách nhiệm. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên tổ chức hội nghị truyền thông về công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2024 cho hơn 1.000 học sinh thuộc 24 lớp của trường trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động. Tại buổi truyền thông, thầy cô giáo và các em học sinh của trường trung học phổ thông Đức Hợp đã được tuyên truyền về các loại tội phạm tệ nạn xã hội hiện nay, nhất là những loại tội phạm tệ nạn xã hội đang có nguy cơ xâm nhập vào học đường, được trang bị những kiến thức bổ ích, kỹ năng thiết thực để nhận diện, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, mua bán người. Qua hoạt động này, có phần giúp các em học sinh hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống văn minh, văn hóa lành mạnh, không vướng vào các tệ nạn xã hội. Ngày 6 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm tiếp nhận trình báo của bị hại về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way trị giá khoảng 13 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Điều tra đã làm rõ Phạm Văn Vũ và Trịnh Văn Biên, trú tại xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm, là các đối tượng đã trộm cắp chiếc xe trên, đồng thời phát hiện ra đường dây tiêu thụ đồ trộm cắp. Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định Vũ và Biên cùng một đối tượng khác thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Văn Lâm. Sau khi trộm cắp xe, các đối tượng đã mang bán cho Nguyễn Trần Tưởng và Chu Văn Tuyến, trú tại thị trấn Yên Mỹ và xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Sau đó, trích tiền để mua ma túy của Tưởng và Tuyến. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tưởng, cơ quan điều tra thu giữ 17,204 gram ma túy loại methamphetamine và hai cục chất màu đen nghi là thuốc phiện. Tưởng khai mua về để bán cho các đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyến ở thôn Tráng Vũ,
cơ quan điều tra thu giữ 132,703 gam ma túy loại methamphetamine. Tuyến khai mua số ma túy trên về để sử dụng. Cơ quan điều tra còn xác định trong một lần trộm cắp xe máy, Vũ Biên và Phú đã nhờ Mai Văn Sáng, chú tại xã, chỉ đạo cùng đi tiêu thụ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra còn làm rõ Mai Văn Sáng và Lê Đình Cường, chú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, là các đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật một chiếc túi sách bên trong có số tiền 3.900.000 đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ và đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.